Đây là dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk Liên, Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đường mới nhưng đã chi chít những vết nứt dọc, ngang, trải dài toàn tuyến. Đoạn đường này được đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2023, thì khoảng hơn 7 tháng sau thì nó hư hỏng như thế này. Trên mặt đường có rất nhiều cái vị trí nó bị nứt ngang, nứt dọc, đan lưới trên những cái tấm bê tông như thế này. Và ngay tại thời điểm mà phóng viên chúng tôi ghi hình, thì đơn vị thi công hay là đơn vị quản lý cái dự án này đã sử dụng nhựa đường để mà chít những cái vết nứt ở trên cái mặt đường. Thậm chí có những cái vị trí chúng tôi ấn tay xuống để xác định được là cái đường nứt của nó có thể là bằng cái ngón tay của mình đây. Theo tìm hiểu của phóng viên 24 giờ cùng DRT, thì đoạn đường bê tông có tổng chiều dài hơn 1,8 km, được khởi công từ tháng 11 năm 2021, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2023. Công trình có tổng vốn 7,7 tỷ đồng từ nguồn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thuận Thành có trụ sở tại huyện Lắk thi công. Để làm rõ vấn đề mà người dân phản ánh, phóng viên 24 giờ cùng DRT đã liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắk vào chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng không nhận được ý kiến phản hồi. Nguyên nhân vì sao đoạn đường mới làm đã chi chít vết nứt sẽ được 24 giờ cùng DRT chuyển đến quý vị và các bạn khi có thêm thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lắk.